xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Quoc Tuấn Vlog. Thì hôm nay mình đi qua cái chỗ cái siêu thị đồ cổ các bạn. Thì có một số bạn là hỏi mình là cái âm ly của bên Nhật nó như nào, thì hôm nay nhân tiện mình đi qua cái siêu thị đồ cổ này nhá. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn được biết cái âm ly đồ cổ của Nhật các bạn. Thì nếu các bạn là lần đầu tiên đến với kênh Quoc Tuấn Vlog ấy, thì các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh Quoc Tuấn Vlog nha các bạn. Đây mình sẽ vào cái siêu thị đồ cổ, siêu thị hát ẩm nha các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ vào để giới thiệu cho các bạn những cái dòng âm ly cổ ở Nhật các bạn nha. Thôi bây giờ chúng ta hãy cùng vào nha các bạn nha. Xin mời các bạn nha. Đây cái siêu thị hát ẩm này. Bây giờ hôm nay nó đang sửa chữa bên ngoài thì không biết là bên trong nó có mở cửa không. Bây giờ mình sẽ vào xem thế nào các bạn nha. Đầu tiên đây là con kiểu các bạn nha. Đấy, đây là xong xong. Con này có giá là 500 yên. Ô, con này có 1 triệu thôi. Đây là con âm ly con kiểu. Con này ra 105W, nhân 6 ohm các bạn nha. Cái này được bảo hành trong vòng 3 tháng này. Mình đời năm 2002 rồi nhé. Cái này có các cổng nối các bạn. Đây là con Yamaha RX A3060. Con này có giá những 13 man 2 sen, tương đương với 26 triệu thành đồng. Cái này con này được bảo hành 6 tháng. Con này là 165W và 6 ohm, có cổng HDMI. Con này trông như là đang mới luôn mà, nên là giá nó hơi cao. Con này mới, nó là 27 man. Mới là 27 man. Con này có giá là 27 sen 500 yên, tương đương khoảng 5,5 triệu tiền Việt. Con này là 150W nhân 7 và 6 ohm. Con này bảo hành 6 tháng, nhưng mà con này mới thì nó là 5 man, mà nó là AX 10 AI nhé các bạn. Trông rất là đẹp luôn. Yamaha DSP AX7 630, con này có 6 sen 6 thông điện này các bạn. Con này là 95W, 6 ohm và được bảo hành 3 tháng các bạn. Combiner là SCLX85, con này là 5 man 5 sen, tương đương với 11 triệu tiền điện. Con này nó là công suất là 140W nhân 19 đường và được bảo hành là 6 tháng nha các bạn. Đời của con này là năm 2011 rồi. Trông rất là hầm hố, đen rất là đẹp, màu đen này đẹp lắm. Đây còn 9 đường này.
Pioneer RX86. Con này là 7,7. Đây con này 2012, còn con này thì đều con này là 2011. Con này là sau con RX85 các bạn. Con này cũng 7,7 và có bảo hành 6 tháng. Con này là 250W nhân với 9 đường, có cổng USB, cổng DSP. Đặt đề bình thường. Con của Lukman. Con này Lukman, con này nó là 11 man nhé các bạn. 11 man tương đương với lại khoảng hơn 22 triệu tiền Việt. Con này còn là năm 1990. Nó được bảo hành 6 tháng. Con này là hàng gói phiên bản giới hạn các bạn nhé. Nó là limited. Nhìn nó là hầm hố luôn. Cái nún vặn của nó trông rất là đẹp luôn. Đây là con Victor X7D. Giá là 1,6, này hơn 3 triệu thì được bảo hành 6 tháng. Đây là dòng của bot này. Con bot này là 4702 và giá là 49.500 yên. Con này thì đều được bảo hành 3 tháng các bạn. Đây cũng một con bot nữa là 4702 đời thứ hai. Con này thì 6,6 thôi. Con này thì sản xuất năm 1994 ở 1984. Con này thì đang được bảo hành là 6 tháng. Đây là hai con đời thứ hai các bạn này. Con này đều 6,6 này. Con bên này là đời thứ 3 nhỉ. Con này thì 49. Đời thứ 3 thì nó làm những phần nó khác hơn rồi. Con Urban, con này có giá là 13,2 man. Con này là 100X5R. Con này là 100W nhân với 5 đường. Nó đang bảo hành 6 tháng. Q12 82 nó là 5
tên anh Sơn Nguyên. Hôm nay về được bảo hành 6 tháng. Bây giờ mình sẽ quay qua những dòng âm ly mà trên mạng đang